Xin kính chào chị em. Đây là chiếc đồng hồ Pepini được sản xuất những năm 1990 tại Hồng Kông, Anh Quốc. Chiếc đồng hồ Pepini này được lắp máy quắc của Nhật Bản PC21A. Tổng quan thì dây đồng hồ mạ rất đẹp. Có thể nói bề ngoài của đồng hồ thì mới trên 90%. Đồng hồ có số chỉ giờ vạch và ba kim mạ vàng. Thân viền tròn khoảng 23 mm. Ở các điểm này người ta trang trí cái gì, cái hoa không biết là cái này là cái gì, biểu tượng là cái gì thì mình không rõ. Đấy. Đây đồng hồ chúng ta, đây tổng quan đồng hồ mới trên 90%. Đồng hồ được sản xuất bởi RILC, RICL, hãng khi đó thuộc Anh Quốc, Hồng Kông.